UTM bên phía đội 1 và EVOS đội 2. Lần này sẽ đổi bên rồi, UTM đội 1 khả năng chọn trước. Đó là những vị tướng như là bán đấu trước mà EVOS chọn, ví dụ Kalista khả năng khá cao sẽ không được chọn bên này. Và cả Zoe nữa, vị tướng rất mạnh ở trong ván đấu vừa rồi mà Warzone đã chứng tỏ tại sao nó lại lỗi đến như vậy. Dù anh ta mua lộn đồ, anh ta vẫn mạnh. Ultimate được cấm đầu tiên của họ, họ cấm ngay vị tướng vừa rồi tác thể quá tốt ở khu vực đường trên. Dù anh ta có một cái đá không đẹp lắm nhưng khả năng đi đường là cực kỳ ổn. Dây khu vực đường trên được cấm dành cho Ultimate. Evos họ cấm Dion giống như ván đấu đầu tiên. Để tôi đang dự đoán rằng liệu sẽ cấm như thế nào thì Evos nghe họ sẽ cấm Tahm-Kench. Với đội 2 thì bạn sẽ cấm Tahm-Kench kết hợp với cả Kalista, thì nếu đối phương còn Azir thì bạn vẫn có thể chọn Ryze được. Đây Kalista đã bị cấm rồi, vẫn còn vị tướng mạnh là Tahm-Kench dành cho đội 2 sẽ buộc phải cấm, khả năng khá cao như vậy. UTM thì họ cấm đi hai vị tướng ở đấu trước mà EVOS dùng cách thành công và hiệu quả. Nghĩa là không phải là quá mạnh mẽ nhưng cái chất vị tướng một số người đã từng sử dụng, nhưng bút giờ nó thành công rồi. Những tình huống kéo máu từ phía ngoài của Zoe lao vào kéo rất nhiều máu. Với Stark thì mặc dù cái đai của anh ta nhìn tân nó là không đẹp, nhưng anh ta gây được đủ sức ép, nghĩa là anh ta có thể bị nằm xuống, nhưng anh ta vốn dĩ là anh ta tấn công được trụ, anh ta tấn công được nhà lính, anh ta phá hủy đường của đối phương, anh ta mở lối dành cho đội hình của EVOS tấn công vào. Trong khi đó thì UTM họ tự cấm đi Tahm-Kench. Họ cứ cấm đi Tahm-Kench, về EVOS thì cấm đi Sejuani. Thế là Ultimate có thể sử dụng lực cấm của mình cho một vị tướng khác. Và khi mà EVOS cấm đi Tahm-Kench, họ có thể là người chọn Sejuani. Hoặc là nếu như EVOS cấm đi Sejuani, họ sẽ là những người chọn Tahm-Kench. Nhưng không, có lẽ họ muốn ưu tiên cái lựa chọn mà như trong ván đấu trước mình đã nói rồi, đây là lựa chọn mà Blade đánh hay nhất, Ryze dành cho khu vực đường giữa ngay lập tức. Như vậy là bây giờ để xem còn vị tướng nào với đối đầu với Ryze khu vực đường giữa, rằng hiện tại là có đúng là Manzaha cộng với là Azir thôi, gọi là những ba vị tướng xoay vòng khu vực đường giữa. Nhưng EVOS quyết định đó là ưu tiên chọn xạ thủ ở đường dưới dành cho Slay cũng hợp lý, mà thôi đây là vị tướng mà hiện tại cái lượng trang bị được gia tăng rất là khỏe khi mà nâng bảng ngọc tổ hợp đạo chích và Azir còn, Zavan cũng còn, để xem đưa ra sự lựa chọn như thế nào. Zavan được dành cho Zijin. Zavan được dành cho Zijin. Trong ván đấu trước, Zijin đã thể hiện Rengar không đến nổi tệ. Ở khoảng thời gian đầu có thể là có một pha sai, một số pha sai lầm. Nhưng khi anh ta bắt đầu có đồ, anh ta lao vào đối phương thì không ai chịu nổi anh ta cả, sát thương là quá nhiều và cực kỳ quyết đoán những lần lao vào như vậy. Ultimate ở hướng ngược lại, ván đấu trước đã có một lượt cấm dành cho vị tướng này, Camille ở khu vực đường trên, và lần này Cam quyết định chọn khu vực đường trên là Camille luôn. Camille và được dành cho Cam cộng với lại cả Taric dành cho Blade. Như vậy là họ không chọn xạ thủ, vì vốn dĩ là nếu đánh Sajja thì rất ít người cấm, và nếu không cấm Sajja thì vốn dĩ còn rất là nhiều. Bạn còn Cogmore, bạn còn Chuit, Sivir, bạn còn Sivir, Katlin mới dùng được khu vực đường dưới, đó không phải là sự lựa chọn tệ. Cho nên là sự lựa chọn an toàn thì vốn dĩ dành cho Jhin còn rất là nhiều, nên là họ không sợ đối phương sẽ cấm xạ thủ của mình. Trong khi đó thì EVOS họ sẽ chọn khóa là Azir khu vực đường giữa. Như nói, cái meta hiện tại đang bị giới hạn khu vực đường giữa, nó rất là khó cho vị tướng khu vực đường giữa sử dụng chính xác và hợp lý được cả. Vì ví dụ như bạn nhớ về mùa hè 2017, đó là mùa tôi rất thích về đường giữa, bởi vì bạn chọn rất là nhiều, bạn có Orianna, bạn có Syndra, bạn có LeBlanc, Cassiopeia, bạn có Cassiopeia, bạn có Ryze, bạn có Corki, bạn có Lucian, bạn có rất nhiều sự lựa chọn khu vực đường giữa. Nhưng với thời điểm hiện tại thì chúng ta bỏ qua Zoe khu vực đường giữa, đây là vị tướng tạm xem là khá lỗi. Chúng ta có được Manzaha, Ryze và Azir. Đó là ba vị tướng hiện tại đang xuất hiện rất nhiều, không chỉ ở giải đấu VCS mà nó còn là LPL, là LCK, rất là nhiều giải đấu khác nữa. EVOS lựa chọn thứ ba của họ là Azir đi đối đầu với lại Ryze của Flash. Nó chỉ là việc chọn tương đối mà thôi. Ryze ở khoảng giữa trận đấu, bạn với lượng chống chịu đến từ cái mặt nạ vực thẳm vẫn mạnh hơn Azir khá là nhiều. Và lượt cấm của bên phía EVOS nhắm vào vị trí đi rừng, khi họ nhận ra bây giờ loại trừ Khazix đi thì đi rừng không còn quá nhiều vị tướng có thể mạnh được nữa. Và tiếp theo đó họ cấm đi Varus ở khu vực dưới của Ultimate. Cấm đi Varus là sự lựa chọn hợp lý, vì Varus thật ra khi bạn có Camille cộng với lại cả Ryze mở tranh rất là khỏe, khi bạn khả năng lao vào kết hợp với Taric chiêu cuối, sau đó Camille lao vào và chiêu cuối, nghe là lượng hiệu không chế của họ mang lại là rất lớn, vì cái lượng sát thương của Varus khi bạn lên nâng cấp với trang bị tốc độ bắn của mình cũng khá là nhiều. Maokai đường trên đối đầu với lại Camille, đây là một kèo khó sẽ dành được cho Stark. Như bữa ta đánh rồi, đánh cũng không phải là quá tệ, nghe anh ta đánh ta thua khoảng 20 lính thì phải, nhưng khi đó mà Zijin lên không vừa trên cùng Cam với là Stark thì bỗng nhiên là có lợi thế dành cho Stark và ta bước vào pha tranh khá là khỏe. Thì ta đội hình của họ EVOS đang có chống chịu là Maokai, Zavan có thể bước lên trang bị là chống chịu cũng được. Có hai kiểu, những kiểu người chơi Zavan nâng cấp trang bị ở rừng của mình là chiến binh, đó là điều bắt buộc rồi. Nhưng trang bị thứ hai của họ sẽ là gì? Sẽ là giáp máu Wormhop, sẽ là dây chuyền Anosori, sẽ là cái thuốc giáp là trang bị thứ ba.
hay là kiểu người lên trang bị thứ hai của mình sẽ là rìu đen và giáp thiên thần? Có hai kiểu, một kiểu là lên có sát thương semi tăng, kiểu là thuần tăng mà thôi. Ở hướng ngược lại, Ultimate họ chọn cho mình một vị tướng đi rừng đã lâu rồi chúng ta không thấy. Mới hôm qua. Đúng vậy, thì mới hôm qua họ xuất hiện nhưng mà đã lâu chúng ta không thấy những giải đấu khác ở trên thế giới. Đó là Ray ở trong vai trò đi rừng và Camille tá thủ dành cho Jin. Camille không phải là vị tướng kết hợp quá mạnh mẽ với lại Taric được. Cốc mò. Mà nếu như để đánh thủ và đánh giai đoạn cuối trận thì vẫn là ổn. Nhưng mà hiện tại đi đường dưới hơi khó, Cốc mò và Taric không ra đâu mạnh ở khu vực đường dưới. Và trong khi đó phía bên kia, cặp này cũng không phải là gọi là kết hợp với nhau dễ và mạnh nữa. Ezreal và Brom thì kết hợp, Ezreal thì ra kết hợp vị tướng nào cũng được, nhưng kết hợp với Brom thì không phải là gọi là ưu việt cho lắm. Tường thì khá là an toàn được dành cho UTM, nghĩa là họ có đường giữa đó đầu với Ryze với Azir đi đường bình thường. Đường trên đó hợp đường sẽ là lợi thế dành cho Cam đối đầu 1-1 trong khi đó khu vực đường dưới đây cũng không là đường mà họ sợ, gọi là cặp đôi Ezreal và Brom gọi là có khả năng tấn công tốt. Vấn đề hiện tại đó là ảnh hưởng của Zin cộng với là cả Spot như thế nào mà thôi. Ở cách đánh của Spot nó là như thế nào? Hôm qua thì Gam sử dụng cho mình đó là Ray, nhưng cách đánh của họ nó hơi lạ lùng một xíu. Đó là cái chiến thuật với con Ray nó khác hoàn đúng toàn vậy, rồi. Nó khác hoàn toàn luôn, nó không phải là cách sử dụng Ray bình thường mà chúng ta thấy. Hôm nay liệu là Ultimate họ có cho chúng ta một cái lối chơi khác hay không? Hay họ vẫn khởi đầu như bình thường với những vị tướng đi rừng bình thường mà thôi? Tôi nghĩ là sẽ bình thường, chủ yếu là bây giờ ra đường thì thực ra có một lợi thế nhỏ dành cho Ray của Spot. Nghĩa là người ta đi ra đường, đường trên có đá móc chiến thuật, có khả năng làm choáng. Sau đó là đường giữa thì có ngục cổ ngữ. Hơi khó một tí anh cho Ryze vì cái tầm tấn công của Azir là xa, không dễ để bạn có thể bước lên ngục cổ ngữ được. Ở khu vực đường dưới thì có cú làm choáng của Taric, nhưng nó cũng có làm choáng cái tầm cũng hơi hạn chế để có thể tấn công một Brom cộng với lại cả Ezreal. Để chờ xem cái khả năng tấn công như thế nào, vì cả ba đường đều không chế mang lại, nhưng cả ba đường của đối phương đều có khả năng đào thoát. Nghĩa là khu vực đường dưới nếu mà Brom đứng ở phía sau thì Ezreal dùng dịch chỉ có học tự thoát về. Nếu Ezreal đứng phía sau thì Brom dùng một cú E của mình để có thể lưu về. Chúng ta hãy cùng chờ xem bán thứ hai giữa hai đội diễn ra như thế nào. Ván thi đấu thứ hai trong cặp đấu giữa Ultimate đối đầu với Evos chính thức được diễn ra. Bên phía đội xanh sẽ là Ultimate, bên phía đội đỏ là Evos. Có những cú nhảy của cả hai đội, tôi không biết là có tình huống di chuyển cả năm người hay không, khi mà đầu tiên là Evos sẽ nhảy vào cái bụi cỏ chặt ba khu vực trên gần cái trụ một của Stark. Trong khi đó thì có cú nhảy vào đường đi qua từ UTM. Bây giờ có Taric cơm lào đứng ở đây cộng với lại cả Blast, trong tình huống nếu như bước vào sẽ dính nút cú làm choáng thì khá là nguy hiểm dành cho Zin nha. Thường thì đứng ở đây sẽ là rừng và đường trên sẽ là bụi trên đúng vậy. Những lần này thì Evos họ khởi động ngược lại, họ sợ đối phương đi vào với cả năm người khu vực đường trên đi vào cái bụi cỏ vừa rồi, như ván đấu vừa rồi họ đi thì khi đó ZZ đứng khu vực đường trên, người ta nâng trước cú E của mình phát hiện được cả ba người, thấy lúc cái bách lào nha, rất tốt. Nhưng đồng nghĩa việc là khu vực đường dưới có đi vào hay không, Ronald P, Slay cũng là cả Warzone có quy của Slay vào cái bụi để kiểm tra xem có người đó hay không. Như vậy là người không có đó, tôi không nghĩ cũng không có người đó, vì nếu như khu vực đường giữa với Ryze thì bạn thường là khu vực đường giữa hơn. Ba người ở trong cái bụi ở trên rồi, thì rất khó để có người ở trong cái bụi vừa rồi. Jin mất một số lượng máu tương đối lớn, anh ta chắc là dính cú quy của Slay trước đó. Và nhìn vào vị trí của Slay chúng ta thấy một điều nó hơi lạ, đó là anh ta lên cho mình kiếm Doran. Tôi rất thích trang bị này. Nó thay với cái thiên khu vực với Ezreal tí nào cả. Cũng như đường dưới này, đường mở khả năng tấn công rồi thì thường thì bạn sẽ dùng khiên khu vực và lấy cái hồn máu vượt trội để bạn khả năng hồi phục khu vực đường dưới. Và thêm cái một điều chính là bạn có một lớp giáp. Những Ezreal đôi khi bạn không cần một lớp giáp, và bây giờ thì có cái bùa đỏ được nhường dành cho Jin cộng với là cơ bánh lào. Đúng vậy. Rất lạ nha, đây là một khởi đầu không bình thường nha. Đây là một khởi đầu không bình thường một xíu nào cả. Ăn bùa đỏ nên từ Spot và thậm chí là Jin anh ta ăn luôn cả người đá. Như vậy là cướp được bùa đỏ của đối phương và cặp đôi đường dưới tự ăn bùa đỏ cho mình. Đây là một khởi đầu rất thú vị. Bây giờ Ray ra khu vực đường giữa với cấp độ 2, Warzone cấp độ 2 để nâng chiến thức nào, tốc biến. Anh ta biết rằng không chỉ là hồi mẫu luôn. Ray vẫn muốn đi hạ gục này, tốc biến lên. Và với bùa đỏ chắc chắn 100% là Warzone nằm xuống. Jin combo lên nhưng anh ta bị bắn bởi bùa đỏ, anh ta bắt buộc phải tốc biến ngược trở về nếu không muốn bị nằm xuống theo đồng đội của mình. Kiếm đầu được dành cho Ray, vị tướng rất quan trọng khai gian ban đầu với lượng tiền gọi là vượt trội. Bây giờ xuống khu vực đường dưới thì cấp độ là tốt, nhưng khai đá xem là tình huống tốc biến
tốc biến rất nhanh của Warzone. Có nghĩa là ta ép cho đối phương phải dùng được cả hồi máu. Nhưng bây giờ thì vì Warzone cầm dịch chuyển nên không tác dụng nhiều tình huống vừa rồi. Zin la vào. Nhưng nó nếu như là Warzone còn sống thì còn ý nghĩa. Chứ Warzone đã bị hạ gục rồi thì anh ta không đủ sát thương và đối phương đó là hai người. Có một thông tin nhỏ tôi được biết đó chính là đội mà duy nhất Gearbound riêng tập ở Việt Nam đó chính là UTM. Nghĩa là tôi có hỏi một vài thành viên của Gearbound riêng, nghĩa là họ nói rằng đây là đội mà chúng tôi tập. Nếu mà đội tập đội Việt Nam thì chúng tôi tập UTM vì thân thiết, khá thân thiết với là UTM. Thì đó là lợi thế khi tập với Gearbound Marine. Học được chút nào đó đúng không? Đúng. Khi bạn có Ray, bạn học được rất là nhiều. Sự khác biệt hoàn toàn đó là bỗng nhiên đường dưới bạn bước ra khi bây giờ với cầm vừa đỏ là hai xạ thủ cấp độ 3, không có cửa nào mà SV bắn lại cả. Và bây giờ khi rừng mất tốc biến rồi thì đường trên cao hoàn toàn không sợ. Vì Sport đang kiểm soát hoàn toàn được phần đó của bán đấu. Khi mà anh ta đã có được dứt được gọi là có được lượng tiền lớn mang về. Đúng vậy, anh ta có một lượng tiền lớn dành cho chính bản thân mình. Anh ta tạo được lợi thế ở đường giữa với áp lực mình gây ra và khiến cho đối phương mất tốc biến. Lần tiếp theo mà Warzone bước ra đường và Rai có được cho mình đó là cú tốc biến thì lúc đó gần như chắc chắn kịch bản y chang như vậy, không khác gì cả. Vẫn là Rai, vẫn cú tốc biến lao lên của Les mà thôi, vẫn là W thành công. Thì Azir vẫn sẽ nằm xuống giống y chang như vừa rồi. Có cho xem kết quả như thế nào vì hiện tại khu vực đường giữa khi mà cả hai khu vực tốc biến thì cũng rất là khó tấn công vào Azir. Vì Azir nếu mà giữ W và E, cú Q của anh ta không thường xuyên xài, nghĩa là anh ta đặt W vào lính đánh thường mà thôi. Bằng lính cát, sau đó nếu đối phương ra tấn công thì đặt W sau lưng E, sau đó Q ra ngoài để thể thoát ngược trở về. Hiện tại thì Ray khi một điểm chiến công đầu anh ta đã nâng cấp trang bị rừng của mình rồi. Và sau đó anh ta có theo một cái kiếm dài thì cái lượng tiền kinh nghiệm của anh ta sẽ nhỉnh hơn một xíu so với là đối phương. Cái điều mà tôi đang thắc mắc là không biết là anh ta làm có giống y chang hôm qua gì mà Gam làm hay không. Anh ta sẽ liên tục tiến qua rừng đối phương, liên tục đánh trên cơ so với rừng đối phương. Bởi vì Ray vốn dĩ là một vị tướng mạnh hơn so với Zavan rồi. Bây giờ anh ta bắt đầu trước, anh ta có lợi thế về tiền trước. Anh ta hoàn toàn có thể nghiền nát khu vực rừng của Ultimate được. Đúng, đánh cho một màu không cách nào để sợ cả. Đúng vậy, nghiền nát rừng của Evolve mà thôi. Vì nếu như bạn Ray ở đầu với Zavan, bạn cứ bước vào bắn đối phương. Đối phương combo, bạn dùng cú E của mình thoát đi, hết, kết thúc mọi chuyện. Zavan không có lượng sát thương nào cả. Và thậm chí W của Ray với tình huống mà Zavan không có tốc biến lao vào đặt W ngay tại chân mình mà bắn đối phương chỉ có thể năng lui về mà thôi. Đường trên đây được đẩy được dành cho UTM. Đường giữa họ không có gì phải sợ cả. Azir đã mất tốc biến rồi, trong khi đó khu vực đường dưới thì Cosmo cầm được bùa đỏ và Cosmo có khả năng gây sức ép liên tục vào Ezreal. Và hiện tại Ezreal không có gốc để thể bắn và kiếm tiền từ những cú Q của mình. Và cái đạo chích của anh ta sẽ bị hạn chế một khoảng thời gian đầu. Và cái đạo chích là cái nộp thất tố hợp mà bạn cần khoảng thời gian đầu để gia tăng lượng tiền để mạnh hơn đối phương khoảng thời gian giữa bán đấu. Nhưng bỗng nhiên bây giờ thì đường dưới bạn không cách nào để quy cả. Đứng ra quy, bạn quy trúng đối phương thì đúng là bạn có lượng tiền nhưng bạn không gây đủ sức ép vào vì cái bùa đỏ có khả năng hồi phục nữa. Rất mạnh ở khu vực đường dưới có khiên cổ vật, có bùa đỏ khả năng hồi phục rất khỏe dành cho cặp đội của UTM và họ đang có một lợi thế. Tính rất là nhỏ nhưng có khả năng tăng thêm sức mạnh khá lớn trong thời gian giữa bán đấu. Chính xác, những gì họ nói là hoàn toàn chính xác. Ở khu vực đường dưới và cả đường giữa đều có lợi thế khá là nhiều. Và cái chiêu W của Ray bây giờ là phiên bản 8.1, nó thay đổi chút xíu khi mà khả năng làm chậm trong tức thời của nó là 50%. Cái khả năng tốc độ di chuyển nó cho Ray tôi nhớ nhiều hơn. Ray, nó cho Ray một cái đúng rồi 50% tốc độ thời gian làm chậm ở cấp độ đầu tiên, ở tất cả mọi cấp độ luôn là như vậy. Thì nó cho Ray một khoảng khắc mà anh ta có thể bước lên phía trước W ngay lập tức thành công. Thì những lần găng tiếp theo tương đối đơn giản. Và trúng một cái thì làm chậm nhìn chứ không phải 5 giây thì phải, tôi nhớ đúng, vậy. Nó không phải 5 giây mà thôi. Mà nó rất là nhanh, nhưng mà cái tốc cái độ làm chậm thì nó cao rất nhiều. Tôi nhớ là nhìn nhiều hơn 50%, không có chính xác không, chắc là khoảng 50% mà thôi. Và sức ép thì có được dành cho bên phía của đội hình Evolve rõ ràng khi mà đường trên lính đang đẻ vào rất là nhiều. Mau cao với sức ép đến từ Camille, bạn không thể nào chống chịu được cả, bạn không thể nào mà gặp những cái... W của Camille liên tục dính thiên thạch bị kéo máu ở đường giữa thì cũng không dễ dàng dành cho Azir của Warzone nữa kìa. Vậy những khởi đầu rất lợi thế dành cho Ultimate, liệu là họ tận dụng những cái lợi thế này của mình như thế nào? Trong khi đó Evolve đặt một hướng ngược lại đi. Evolve họ sẽ phải đánh như thế nào khi mà họ một khởi đầu không được thuận lợi lắm. Nhưng trong ván thi đấu đầu tiên, thực ra vẫn vị tướng của họ vẫn có khả năng đánh hòa được khá là ổn. Azir vẫn có thể khả năng farm lính dưới trụ được. Ezreal dù là nó là không tận dụng được quá nhiều cái điểm nội tại của mình, nhưng nếu như anh ta farm an toàn, anh ta farm bằng đối phương và anh ta farm ổn thì vẫn là như vậy mà thôi. Đường trên là nhìn vào thì thấy rằng có vẻ như lợi thế dành cho Ka một xíu, nhưng hãy nhìn vào lính thì Stark đang ăn tốt hơn nha. Wow. Stark đang ăn tốt hơn. Đó là điểm khá tốt nhưng anh ta tốn bên máu của mình thì bây giờ để xem anh ta có dùng năng lượng của mình để thể xài chiêu vào hồi máu được hay không. Những cú quy rất là cần thiết được dành cho Stark một xíu. 24 so với lại 18 khu vực đường giữa. Tích chung thì đường trên và cả đường giữa của Evolve
cứ nhìn cái cảm giác họ thua nhưng mà không phải là thua quá nhiều, mà bây giờ thì đã bắt đầu thua nhiều nè, bắt đầu hơi đau, bắt đầu đau có dịch chuyển có, anh ta đang vẫn đang ham lính này, bây giờ dịch chuyển về spotler cover trên, liệu có băng trụ được hay không đây khi mà start mất 8 giây biến về, nhưng đây. Bây giờ mà cam vào thì cam đi bụi, bây giờ không thì start sẽ về nhà được và dịch chuyển lên ngồi trở lại được, như vậy là anh ta sẽ có thêm bình thuốc biến gì của mình và thêm cái giáp, ít nhất là an toàn, khá là an toàn, mà dịch chuyển có lính luôn, ta dịch chuyển vào con lính nên đợt lính nó vẫn nằm trước trụ, xử lý khá tốt đến từ start. Và người chơi đi rừng của anh ta cũng như vậy, Yijin sau khi thấy anh ta đoán được cái động thái là Spot tiến lên khu vực trên, theo cái vòng rừng mà anh ta bắt buộc phải có để cướp được bãi chim, thì tương tự như vậy Yijin cũng bước vào bãi chim đối phương để cướp lại, và thậm chí là anh ta cướp luôn cả bãi người đá để cân bằng lại phần nào đó cái chỉ số lính ở trong khu vực rừng của mình. Xử lý tốt với từ Yijin khi mà anh ta gọi là bỏ khu vực đường trên, vì đường trên bây giờ thì sức ép liên tục đẻ vào, Stark bị ăn lính dưới trụ mà thôi. Rất khó để băng trụ vào khi mà đây là cấp độ 5 của Camille, đây là cấp độ 5 của Maokai. Băng trụ của Maokai rất khó nha, không phải dễ. Yijin thì tập trung khu vực đường dưới. Đường giữa bị sức ép vào cho nên là nếu như cơm bánh lào đi về thì đường dưới đẻ vào mà thôi. Họ lên rồi, đường trên bước lên hơi cao là Stark, anh ta đu vào người Spot, ký cú quy vừa rồi. Nó hụt cả lực đi lẫn lực về. Cú quy vừa rồi nó từ Spot nó không tốt lắm, ví dụ như nó quy chéo ở góc đi về, anh ta muốn nổ liền. Nhưng khi thấy cú quy đó thì Stark đi chéo về trụ của mình mà thôi, anh ta không có góc gì phải đi một cái hướng về bụi cỏ chặt ba cả. Cho nên là mất máu nhưng mà vẫn còn khả năng hồi phục đến từ Stark, đang cố gắng hồi phục liên tục từ bộ thú bí gì của mình. Và mắt bên trái thì Evos họ có, cho nên là họ cũng không quá sợ việc của đối phương tấn công. Đấy, vừa rồi có một tình huống xử lý lính không tốt lắm, cú E của anh ta, cái quy của anh ta tung ra với cái nội tại từ E nó không chính xác thời điểm. Còn Ronobi cùng với lại Slay, họ đang đẩy lính ngược trở lại sau khoảng thời gian đầu đối phương có bùi đỏ, bây giờ không còn bùi đỏ nữa. Xin không thể nào chơi trên cơ đối phương quá nhiều như trước. Và cặp đôi đường dưới vẫn đang rất khỏe là Slay cùng với Ronobi. Ăn con sói và khiến con sói lui về. Hết cái độ kiên nhẫn. Và tốn một khoảng thời gian ngắn dành cho Zizin, và ta chỉ mới cấp độ 4 mà thôi. Ăn xong là cấp độ 5. Sau khi đó thì Spot cấp độ 5 từ trước rồi, đi về nhà là cấp trang bị của mình có được bố 9 cầu phiêu. Đường trên thì nhận thấy rằng Stark anh ta có nhiều áp lực lắm, cho nên là cao lên lên cái kiểu trang bị anh ta có nâng cấp lên lưỡi hái để gia tăng cái lượng tiền, mua luôn một mảnh để có thể nâng cấp cái rìu tiêm mát sớm hơn có thể đó, Ngọc Lục Bảo đi né khá tốt những cú quy của Slay ở đường dưới và không bị cấu máu quá nhiều, kể là anh ta có bị cấu máu quá nhiều đi nữa thì Taric cùng với lại thiên cầu vật sẽ giúp anh ta hồi phục khá thôi. Ronobi dựng cho mình cái bức tường lên và chống chịu một lượng sát thương tương đối lớn đến từ Jin. Vẫn tiếp tục cắm trại ở khu vực rừng bùa đỏ của đối phương. Đây là cách mà ngày hôm qua với Chris Sky cũng là Zero Day tấn công vào rừng của đối phương. Cũng bị chen như vậy và Yijin bước vào bùa đỏ của mình. Anh ta nhận ra một điều rằng bùa đỏ này nó không còn là của mình nữa, nó của đối phương rồi. Bùa đỏ được dành cho Spot khi mà Blade đi vào với cú combo nhẹo, người Yijin ta buộc phải thoát đi. Và bây giờ thì đường giữa của Warzone cố gắng đẩy càng nhanh càng tốt. Và sau đó đẩy xong tới phương phòng ngự khu vực đường giữa thì ta sẽ đi vào bùa đỏ của đối phương cùng với lại cái Yijin. Nhưng trước hết muốn an toàn thì hãy dọn xong con bùa xanh của mình đã. Anh ta đi vào với sự hỗ trợ Jin sẽ có được bùa xanh. Nhưng mà khi anh ta làm vậy thì cái khoảng thời gian đó Spot hoàn toàn có thể dư sức ăn cái bãi chim của mình, sau đó tiến vào bùa đỏ. Với cái lượng cấp độ hơn thời điểm hiện tại, Jin biết rằng bước qua rừng bùa đỏ đối phương không khác gì tự sát cả. Anh ta bắt buộc phải trở về vòng rừng của mình và đi qua tất cả những con mắt của Ultimate cắm ở khu bùa đỏ. Gần như là không có bất kỳ áp lực nào cho Cam ở khu vực trên cả. Nhưng ít nhất là anh ta vẫn có khả năng gọi là dọn lính, vẫn còn hai bãi rừng dành cho anh ta, đó là bãi chim biến dị cộng với là bãi người đá để ăn lên cấp độ 6 dành cho mình. Trong khi đó thì Spot ta đi vào ăn bãi chim biến dị của mình và ăn bãi người đỏ của mình, sau đó đi vào ăn bãi sói. Nó cũng được dành cho UTM mà thôi, nhưng nó chưa triệt để. Vì cách ngày hôm qua, nếu bạn nhớ về Gearbarin họ chiến thắng trước AFQ là họ không cho rừng của đối phương có kinh nghiệm bằng những bãi quái rừng này. Họ không cho đối phương có nhiều thời gian để có thể đi vào, vì đường trên đẩy, đường giữa đẩy. Bây giờ mới đi vào, Jin đã ăn xong bãi quái rừng này rồi. Nhưng mà anh ta vẫn đang có bùa đỏ. Điều là có làm gì được Jin hay không? Jin mất cuộc combo của mình rồi, túc biến lên bắn rất mạnh mẽ và ép cho Jin mất đi túc biến. Đổi hai túc biến với nhau. Không thấy quá lời dành cho Spot tình huống vừa rồi xử lý, ví dụ như bây giờ liệu anh có lời hay không bằng cái pha xử lý tiếp theo của mình. Nhưng mà có ra là vừa trên là câu chuyện khác mà. Đây là ba người, đây là chiêu cuối, tắt tung ra chiêu cuối của mình để trói giữ chân ba người đối phương. Anh ta xử lý khá tốt, tốc biến phía trụ và được lính biến mất hoàn toàn với pha xử lý vừa rồi của Tắc để khiến cho anh ta sống sót. Pha xử lý rất thông minh từ start khi mà ta dùng chiêu cuối từ phía trên đẩy và được lính, nó cho lính không còn nữa. Khi đó lính không còn, người chống chịu trụ đó là Cam. Thì một bên anh ta không thể nào đủ sức chống chịu cả, ta đang buộc phải đi ra. Nhưng pha xử lý tiếp theo, Stark đã quá bất cẩn, tốc biến lên, Blade tiếp tục muốn cái mạng của Yijin. Liệu nó có đủ tốc độ di chuyển hay không?
anh ta chưa có giày. Đủ, anh ta không đủ vì... Ơi! Vẫn đủ tốc độ di chuyển nhưng có cho mình. Đó là cái đồng hồ ngưng động. Lấy bên tiếp tục tung ra con bộ của mình. Và ta nằm xuống. Một pha quá ham hạng. Cụm lên. Rất bình tĩnh, đó chính là pha xử lý của Zijin khi anh ta còn đồng hồ ngưng động. Tôi nghĩ vừa rồi thậm chí có thể là pha xử lý bạn dùng cái chiêu cú của mình vào đối phương gây thêm sát thương. Nhưng đây là pha đứng góc tường và bạn đứng góc tường với lại việc đó là Ray thì sát thương là quá nhiều thêm cái ngục cung ngữ của Ray. Đây là pha mà rất trướng, rất ham. Năng lượng không còn Zijin đúng không? Năng lượng không còn nên Zijin ta buộc phải lưu ra. Kịp thời W. Có một lớp giáp nhưng cú quy cũng không chính xác rồi. Pha xử lý vừa rồi là pha xử lý rất tệ của Black. Vì bạn cho đối phương địa hạ gục, gỡ lại lượng tiền từ nãy giờ, cái khoảng cách về tiền mà Spot tạo ra được nó tan biến đi hết rồi. Anh ta tính rằng nếu như mà mình quy chung cái cú vừa rồi á là nó hai mục đích lận. Thứ nhất là ta hạ gục được Diên, thứ hai là cái lượng giáp một cái chiêu hức có sẽ giúp cho anh ta sống sót với phát bắn cuối cùng từ trụ. Nhưng mà không, đây không như là mơ mà anh ta nằm xuống mà thôi. Tắt ở khu vực đường trên, anh ta đã có cho mình cái quỷ lửa rồi. Nhưng Cam với lượng sát thương này vẫn hoàn toàn chơi trên cơ đối phương. Anh ta đá vào người Tắt mất rất nhiều máu. Đợt lính này đẩy ngược về phía của Cam. Với đợt lính như thế này, Cam hoàn toàn hơi vươn lên dẫn trước về tiền. Spot ở đây, nhường bùa xanh dành cho đồng đội của mình. Tại sao đợt lính này thì khả năng khá cao Tắt sẽ phải lưu về vì đối phương vừa được nhường bùa xanh xong, đồng nghĩa việc rừng đang ở nửa trên bản đồ. Thì Stax phải chơi an toàn trong khi đó phía này Zijin. Ồ, cái gì thế này? Con Zavan, con Zavan đứng lọt hẳn ở phía sau. Rất hay, còn mở đường trên là một pha cắm trại. Tiếp tục mục tiêu là Stax, anh ta bị dính tất cả mọi chiêu thức của đối phương. Không cách nào cửa quậy được cả. Và nằm xuống là điều tất yếu mà thôi. Spot tung ra cú chiêu cuối của mình. Nó hơi chậm một xíu. Trong khi đó vừa rồi khu vực đường dưới thì chiêu cuối của Bánh Lào được dùng. Cũng là hòm máu của Zijin nó đổi léo tình huống mà Zijin có mặt ở phía sau mà thôi. Thì Stark lần thứ hai nằm xuống bị cấm trại ở khu vườn trên. Đồng đội của anh ta thì hai người đang di chuyển ra tấn công một con rồng đầu tiên máu đó, con rồng lửa. Đúng vậy, lượng sát thương ảnh hưởng với rồng lửa khi mà bạn có được Azir là một điều khá là tốt nha. Đó là một điều rất đáng kể, rất đáng kể với pha tấn công vừa rồi của bên phía Evos. Rồng lửa đường dưới là một pha tấn công thành công khi mà Diên đứng rất là thông minh. Tôi không hiểu là sao anh ta lọt vào giữa. Ta cái chắc đó là đứng vào có cái bụi trước, xong đó phương không kiểm tra cái bụi không và cả luôn. Hai người đi đường đã về rồi. Thường thì bạn thấy người đi đường đó phương về thì bạn không ai nghĩ rằng rừng sẽ đứng trước cái bụi đợi sẵn cả. Đó là điều cũng khá là hợp lý dành cho Zin mà thôi, không kiểm tra cái bụi, đối phương nó đi dịp đi về hết cả hai người. Có điều hiện tại khu vườn trên là Stark đang bị cấm trại và cái lượng máu trụ là rất thấp, khả năng sẽ là lên khu vườn trên và có được cái trụ đầu tiên dành cho Cam. Và khi Cam có được cái trụ khu vườn trên, có nói rằng sẽ rất là dễ dành cho UTM triển khai đội hình chuyển sát thủ hỗ trợ của mình khu vườn trên, đưa Cam xuống là khu vườn đường dưới, phòng ngự sát thương đến từ Ezreal và thêm cả lập rơi không phải là quá khó dành cho Cam với Camille tí nào cả. Đúng vậy, khi mà Camille bắt đầu mạnh rồi thì kịch bản nó sẽ hơi giống chút xíu trong vận đấu vừa rồi của Evos. Khi mà Camille quá khỏe, anh ta đi đẩy một đường không có cách nào Maokai chống chịu được cả, không có cách nào Maokai có thể làm gì được Camille, giống như cái con sen trong trận đấu trước cả. Và nó sẽ giống y chang như vậy, thế 1-4 liên tục xoay chuyển đội hình của mình để nghiền nát đối phương bằng những bước di chuyển mà thôi. Có điều là Ultimate họ có làm tốt được như Evos trong trận đấu vừa rồi hay không? Hiện tại thì họ đang hồi đó kiểm soát khá tốt, nghe là họ biết đường của mình để tấn công. Họ tấn công vào khu vực đường trên, đường mà không cách nào để Stark có khả năng thoát được cả. Họ nhắm một chống chịu khi mà đây là vị tướng gọi là cốt lõi dành cho đội hình của Evos. Họ cần một vị tướng giữ đối phương là chặn lại tuyến đầu, gây sát thương tuyến sau. Với việc nếu bạn là Maokai, bạn lao vào đầu tiên, bạn cần có một tiền đề phía sau sẽ là Zavan cũng là Caprom. Nhưng nếu như bạn lao vào, bạn nằm xuống quá nhanh, thèm độ của bạn không thể nào kịp tấn công tiến lên được cả. Nhưng anh ta la vào, anh ta quá yếu đi. Chỉ cần một tình huống gây sát thương đến từ Cosmo hoặc tình huống làm choáng anh ta riết, anh ta nằm xuống. Đồng đội của anh ta không thể nào lao lên được cả vì anh ta là người chống chịu tốt nhất đội hình hiện tại với Zavan và thêm cả Rome chỉ là hỗ trợ còn mới đi rừng mà thôi. Đúng vậy, đội hình của Ultimate đang rất mạnh mẽ với là những gì mà bên phía Evos có được. Evos cần phải làm nhiều hơn nữa trong khoảng thời gian tiếp theo, đặc biệt là Zijin. Zijin đang bị kiểm soát quá nhiều ở trong rừng của mình. Rất khó. Rất khó, anh ta bị bất lợi ở trong khoảng thời gian đầu. Đối phương cắm mắt hết trong bùa đỏ của anh ta tiến ở khu vực đường trên để găng liên tục vào đường trên của anh ta. Trong khi đó anh ta không có cách để đi xuống đường dưới để tống công ngược trở lại, bởi cặp đôi đường dưới đối phương cũng là cặp quá an toàn đi, Cosmo cùng với lại vị tướng hỗ trợ đó. Bây giờ thì Taric đã không còn chiêu cuối, một cơ sở tấn công đó là ít nhất là có, nhưng vẫn còn hai tóc biến từ cả Taric lẫn Cosmo. Thì với Ezreal và Rome tôi không nghĩ rằng đối phương mà mất hai tóc biến và nằm xuống thì nó hơi phi lý quá, vì đường dưới mà tóc làm choáng còn, hồi máu còn, còn lớp giáp đến từ cả Cosmo nữa thì rất là khó dứt điểm thành công được Cosmo. Và dưới trụ vẫn còn nữa, và Zavan đây không phải là Zavan khỏe thế băng trụ cộng với là Caprom được, nên là chỉ là chơi an toàn khu vực đường dưới thôi. Còn khu vực đường giữa từ nãy giờ là Warzone không có cơ hội đi.
sau tình huống bị nằm xuống đầu tiên ở khu vực đường, gần đường giữa thì anh ta chỉ tập trung ở khu vực đường của mình để có thể ăn lính và tấn công vào trụ. Nhưng sát thương tấn công vào trụ của anh ta cũng khá là hạn chế. Đã có một thời điểm khi mà Rai cắm trại ở khu vực trên, lên khu vực trên, nằm xuống khu vực trên, anh ta vẫn không đủ sức chất điểm với cái trụ này vì lượng thời gian khoảng ban đầu sát thương của Azir là hơi yếu, không còn là Azir như trước nữa. Bạn hơi tấn công vào trụ cách đơn giản, anh ta dọn lính có thể nhanh nhưng ta dọn trụ rất là lâu, đặc biệt là nếu như bạn lên cho mình cái Nanaso, khả năng tấn công vào trụ nó cũng không quá nhiều nữa. Đúng. Nếu như là Azir ngày trước W vào trụ, đúng rồi, có thể dọn khá là nhanh. 2-3 lần, ví dụ như 2-3 đợt đẩy đi thì Rai mà đi một cái là Azir có thể dọn cái trụ rất là nhanh với W vào trụ. Chẳng khác gì Zeke cũng là W, trụ thấp máu hoặc đánh thường với nội tại của Zeke tấn công vào trụ rất là khỏe. Còn bây giờ chỉ đánh thường vào trụ mà thôi, mặc dù tốc độ đánh của Azir có thể nâng lên khá là nhanh, nhưng sát thương cũng không là đủ về khoảng thời gian đầu, trang bị cũng khá là hạn chế. Có thêm cả Ezreal đi ra nhưng chỉ cần Camille ra phòng ngự là đủ mà thôi. Thì đường trên là đường mà hiện tại EVOS cần phải giải được bài toán về chống chịu. Họ có được Stark, họ có được Maokai. Nhưng với Maokai này hiện tại là Maokai lên với giày, với hai cái giáp và thêm cả là áo choàng lửa. Tăng tích 30. Tăng tích 30. Và không có kháng phép nha, không có kháng phép ở thời điểm này. Không, điều rất là đáng ngại. Không kháng phép bạn đối đầu với Rai khoảng nửa cuối trận đấu, bạn không thể nào chịu được. Có nghĩa là không cần tính tới cuối đấu, nghe thời điểm hiện tại mà anh ta bước vào mà anh ta chỉ cần ra một cú ngữ, một cú E, một cú Q thôi đã mất một lượng 1/3 máu. Và hãy nên nhớ rằng trong khoảng thời gian ban đầu là cốc mo bắn có sát thương, có phép. Sát thương phép. Với cái cuồng đã Gusu sẽ lên đầu tiên, với những cú E bắn W và thêm cả là chú cuối nữa là sát thương phép là có. Và nếu không có kháng phép và chỉ có máu và giáp thì tôi không nghĩ là anh ta có thể chống chịu được lượng sát thương lớn đến từ đội hình hiện tại có của UTM, sẽ khá là khó dành cho họ. Cái dàn trước hiện tại của Evos hơi yếu. Khi bạn nhìn vào đội hình bên phía ngược lại của Ultimate, họ có khá là nhiều khả năng bắn từ xa đến từ góc mo, khả năng phát vào hàng sau của Camille để tấn công trực diện của Ezreal, một vị tướng khắc chế trực diện Ezreal luôn với cái tối hậu thư của mình. Trận đấu vẫn đang bị tạm dừng một chút xíu, khoảng thời gian tương đối là lâu, có vẻ như là máy của bên phía Ultimate đang có một chút số trục trặc gì đó. Tôi nghĩ là đã xong rồi đến từ cả hai đội và sẵn sàng trở lại ván đấu của chúng ta, khi mà phải nói là cái khoảng thời gian này rất là căng thẳng từ cả hai đội. Đây là khoảng thời gian mà UTM họ đang cần để có thể triển khai cái lợi thế của mình. Trong khi đó thì EVOS phải phòng ngự như thế nào đây? Sức ép là quá lớn, đường trên vừa bị hạ gục, khả năng khá cao sẽ là mất cái trụ. Khả năng rất cao sẽ là mất cái trụ. Mà mất trụ xong họ sẽ phải làm gì để có thể giữ lại thế trận khi mà đối phương có một lợi thế lớn khu vườn trên thế này? Bài toán này trận trước thì Ultimate không giải được. EVOS trận này liệu là có làm được hay không? Họ đang có một bước tiến khá hay, tiến vào ăn 4 người, trôn lửa 4 người. Không thể nào mất được cả. Tại vì rừng đối phương còn chẳng ở gần khu vực này nữa kìa. Nhưng mà đó là trụ khu vườn trên được dành cho UTM. Trụ khu vườn trên đây như đã nói rất thấp máu từ trước đó rồi, tấn công vào với cả hai người. Sát thương rất nhanh chóng có được trụ thứ nhất khu vườn trên sau 12 thi đấu đã được dành cho UTM rồi. Khu vườn giữa Warzone không còn quá nhiều năng lượng, ta còn được một cái giải băng năng lượng của mình để dùng một chiêu thức, và khi đó thì được hộp năng lượng nhỏ từ giải băng năng lượng. Họ tiếp tục đẩy vào trụ 2 chăng? Tôi vẫn được. Đang thấy spot đang ở vào trụ 2. Nó hơi nguy hiểm, không cần thiết. Xong trụ 1 về được rồi. Và bây giờ họ bắt đầu lùi về rồi, họ cắm mắt và nhìn thấy Yijin đang tiến ra lên khu vực trên và họ lui ngược trở lại mà thôi. Spot trở về rừng của mình, còn biến về đến từ cam. Liệu anh ta có lên được tam hợp kiếm sớm nhất có thể không? Nhưng mà với cái lưỡi hái này thì chắc là chưa đủ tiền để làm tên hợp kiếm rồi. Còn play ở đây, anh ta bị làm chậm với cú quyền rồi, anh ta ấn cho mình đó là đồng hồ ngưng động, chiều cuối quay ngược trở về. Sức mạnh của Rai ở phiên bản hiện tại là đây. Nhưng ít nhất rằng chỉ cần một tình huống mà Robby di chuyển hợp lý mà thôi, anh ta ra khu vực đường giữa với dây cơ động của mình. Tốc độ di chuyển của anh ta rất là nhanh, có mặt khu vực đường giữa, một cú quyền, một tình huống có mặt kịp thời giúp cho Warzone lui về, không gặp nguy hiểm. Đối phương dùng chiêu cuối, dùng đồng hồ ngưng động, mất một cơ hội đào thoát dành cho Black để anh ta có thể thoát ngược khu vườn giữa trở về. Vì có gì tình huống vừa rồi mà Black đi vào Warzone mà thấp máu, thấp năng lượng, nhiều khi Black dùng tốc biến của mình giết trở thành con đối phương, dùng chiêu cuối đồng hồ ngưng động thoát ngược trở về thì sao? Thế nhưng là nhiều khi Robby đã cứu nguy rất kịp thời và dịch chuyển đến từ Black để phòng ngự khu vườn giữa khi Warzone là người sẽ ra trước anh ta. Có một bước tiến hơi khác so với dự đoán chúng ta. Ultimate dù là họ lấy xong cái trụ 1 ở khu vực đường trên, nhưng bước tiếp theo họ không đổi cặp đôi đường dưới của mình lên khu vực đường trên như bình thường. Có lẽ như là họ nhìn thấy rằng ở khoảng đường giữa đang có một pha tấn công hay chăng, chiêu cuối tung ra từ Warzone. Nhưng có vẻ như Flash đã có một pha tốc biến thành công. Nhưng đó là lời dành cho Warzone vì có một tình huống vừa rồi là EVOS họ tập trung ra đến tận 5 người khu vực đường giữa. Họ thấy rằng đường trên lính đang đẩy ở cái khoảng mà rất khó ăn lính dành cho Stark. Stark không có việc gì phải làm cả, anh ta đi ra khu vực đường giữa cùng với lãnh đạo của mình muốn tình huống băng trụ với là chiêu cuối của Maokai. Nhưng nhìn lại là hơi khó một xíu, đứng đợi bên phía cánh trái, sau đó lùi về.
Còn Warzone có tình huống combo chính xác ép đối phương dùng tốc biến. Bây giờ tốc biến không có, đồng hồ ẩn động không có, chiếc cuối mới vừa hồi mà thôi. Thì cơ hội tấn công Rai là có, rất lớn được dành cho Evolve. Nhưng Zijin hiện thời vẫn đang là quá yếu đi. Quá yếu. Anh ta chỉ có trang bị đi rừng nâng cấp lên chiến binh mà thôi. Anh ta có sát thương thật đấy, nhưng là cái nào để anh ta đụng vào đội hình của đối phương khi mà chỉ cần một cục củ ngữ như anh nói, một cú làm choáng, nhiều khi anh ta bị hạ gục luôn. Và tận dụng cái lợi thế ở mạng trên bản đồ của Ultimate, họ tiến vào khu vực con sứ giả khe nước này và dễ dàng lấy được nó mà thôi. Cam khu vực trên lùa hoàn toàn stack ra khỏi đường trên của anh ta. Đường giữa Warzone dọn lính không thể nào nhanh bằng với cái lượng mana hiện tại mà Lake đang có. Nó chỉ cần chưởng 2E một quỳ, một đợt lính sẽ biến mất ngay lập tức. Bây giờ tiếp tục cắm trại khu vực trên đó, có bùa đỏ và bắn một người stack bước tắt buộc tốc biến đuổi theo, tua hậu thương được tung ra. Stack vẫn đang còn quay khá tốt, cú quỳ được tung ra bằng cú W của anh ta, chiêu cuối vẫn còn. Và combo thành công, chậm đại đi cho ngược trở lại. Và dĩ nhiên đổi được mạng của Spot. Đang một pha hỗn chiến, Warzone cũng có mặt ở đây. Tâm liên tục một người cam. Và Ronobi bỗng nhiên từ đâu bay tới, trợ giúp đồng đội của mình. Lên chắc chắn sang người Bell nằm xuống. Ronobi là người bị hạ, có đi hạ gục vừa rồi cho tình huống. Và anh ta xuất hiện rất kịp thời để cứu giúp cho tình huống. Nếu như không có Ronobi, khả năng khá cao Flash là người chiến thắng trong pha 1 đấu 1. Với lại Warzone tôi nghĩ là như vậy. Với tình huống gây sát thương có lớp giáp, nhưng đường dưới đó, đường dưới chỉ có một mình dưới mà thôi. Hết lính rồi, đường dưới hết lính thì Slay phòng ngự thành công. Ronobi đi về kịp thời có thể phòng ngự cũng là Slay, như vậy là pha di chuyển rất tuyệt vời của Ronobi nhanh. Đây cầm bùa đỏ luôn, đi xuống khu vực đường dưới rất tự tin, rất khỏe. Một pha khu vực đường trên đó là lờ đi hạ gục được dành cho Evos. Và thấy rất thú vị là Evos với stack anh ta dùng cái W của mình né thành công của chiêu cuối của Cam nha. Đuổi tới hội thư luôn, né tới hội thư. Đấy là tôi thấy một cú né chiêu cuối tốt đến từ Stark. Và tôi mới lần đầu tiên thấy đó, chính là lần đầu tiên tôi thấy là né được chiêu cuối của Camille. Và anh ta tiến ra khu vực đường giữa, sử dụng cái điểm bổ trợ của mình để đánh vào trụ. Và với lượng máu từ trước đó Warzone lấy được từ cái pha di chuyển của Blast, anh ta lấy được trụ một đường giữa luôn. Và sau khi cân bằng về trụ, ta thấy rằng hiện tại UTM chỉ hơn đó là 1.000 tiền. Đó con số tiền hơn khá đáng kể. Nhưng Stark dùng cái lượng tài nguyên của mình nó dịch chuyển ra khu vực đường giữa, ta có một lượng tiền. Nhưng bây giờ khu vực đường giữa gọi sứ giả để xem ai phòng ngự đây, tấn công vào cái trụ này. Người phòng ngự hiện tại là Zijin, nhưng có thêm cả đó là Warzone thì ít nhất là sứ giả chỉ kéo được lượng máu nhiều của trụ mà thôi, mà vẫn chưa ăn được trụ của Evos. Đúng vậy, Warzone với Azir một trong những vị tướng phá hủy được lính nhanh nhất trong liên minh thoại, anh ta vẫn đang trụ vững ở khu vực đường giữa này. Đường dưới Slay cùng với lại Ronobi không việc gì quá đáng ngại cả, dù là cái đợt đi vừa rồi của Ronobi là cực kỳ bất ngờ. Nhưng Slay với Ezreal, anh ta đứng dưới trụ farm vẫn rất bình tĩnh và vẫn đang có một chỉ số farm cân bằng so với lại Jin. Cuồng đao Gonsu đã có dành cho Jin. Ở hướng ngược lại thì Slay cũng đã có cho mình đó thủy kiếm cùng với Mana Moon. Tôi không biết rằng liệu Cam có thể gọi là anh ta farm không tốt hay không, hoặc là có thể gọi là stack tốt. Nghĩa là anh ta kéo chỉ lính của Cam hiện tại cũng chỉ bằng mình rồi thôi. Và khi mà có thể gọi là bằng thì không phải là quá thua thiệt dành cho stack. Nghĩa là đúng là Cam có 2 điểm hạ gục, 1 điểm hỗ trợ. Spot tiếp tục đi kiếm, kiếm Stark ở đâu? Stark đang ở trong rừng và farm. Không biết là Stark có làm gì có lỗi với Spot hoặc Cam hay không. Nó đúng là cái kèo này bắt buộc khi mà đang đánh thì phải cắm trại để có thể có lợi thế cho Camille để về sau ván đấu nảy đường. Nhưng đây vẫn là cắm trại một cách gọi là quá đà, khi mà quá nhiều lần lên khu vực đường trên, chỉ tập trung khu vực đường trên mà thôi. Đường dưới không cần phải ngó ngàng vì nó vốn dĩ là đã khỏe, bây giờ họ muốn tấn công. Ồ, hay là lao lên Stark chủ động. Nhưng cũng được, vì pha này stack chủ động nhưng mà Zijin rất xa. Nhưng khi đó thì Cam lại sợ. Ta nghĩ bạn thấy rằng cốc mon của đối phương, xin lỗi bạn là nhìn thấy Mao Kai, Mao Kai. Mao Kai của đối phương lên đánh một Camille đang tính ra nhỉnh hơn về trang bị thì bạn phải cảm nhận điều đó. Cũng như chẳng ai sau lưng người ta cả. Chỉ dụ mà thôi, chỉ đánh mà thôi, đối phương sẽ phải lui về. Người ta có khả năng có khoảng trống để ăn lính an toàn một xíu. Rượu đen đã có cho Zijin với điểm hạ gục ở khu vực trên của anh ta có từ trước. Bây giờ anh ta sẽ có phần nào đó máu để có thể trụ vững hơn trong những pha giao tranh. Spot ở hướng ngược lại, anh ta đang hướng lên cho mình. Tôi đồ rằng là cái kiếm Ayumu đi. Giải kiếm rất tha. Giải kiếm rất tha thì nó... Có nghĩa là giải kiếm rất tha nó hơi khô màu. Và vì giải kiếm nó có lợi như tình huống là đứng sẵn ở bụi kích hoạt rồi, giải kiếm những cái tình huống mà RW và thêm những pha đánh thường kích hoạt được giải kiếm lập lượng sát thương khổng lồ. Rồng thứ hai của nó là con rồng gió, nó không phải là con rồng mạnh cho ai cả. Nhưng mà nếu mà ăn được thì cứ ăn mà thôi, nhưng bây giờ lên không vừa đợi lượng thì gì đứng đợi. Zijin muốn đáp trả là những gì mà Spot dành tặng cho Stark. Được mà thôi. Trong những phút vừa rồi, nhưng mà Cam với một độ nhạy cảm tương đối lớn với con mắt ở đứng đó. Nó rất là hợp lý với tình huống mà đối phương ăn rồng. Rừng của Evos là không xuất hiện gần hang rồng để có tình huống muốn cạnh tranh. Thì có thể là nửa trên bản đồ thôi, nó có hai nửa dưới và nửa trên. Rừng không nửa trên thì là nửa dưới, rừng không nửa dưới thì là nửa trên.
có được trụ được dành cho EVOS. Họ phờ đó cân bằng về trụ khi đường dưới cũng đã có trụ được dành cho UTM rồi. Cân bằng về trụ là điều mà EVOS đang làm khá tốt, nhưng UTM vẫn đang có một lợi thế là cái ngưỡng tăng tiến sức mạnh của họ vẫn rất đều theo thời gian. Đúng vậy, tất cả những vị trí chủ lực của họ đều đã có những món trang bị thiết yếu đầu tiên của mình. Đường trên là tam hợp kiếm của Camille, đường giữa là Blade với lại kỹ thuật trường sinh, và đường dưới là cuồng đao Gonsu từ Cockmon. Nhiều người không biết nhưng thật ra Cockmon chỉ là vị tướng ngưỡng một đồn mà thôi. Lên xong cuồng đao Gonsu bật W bắn, nó cực kỳ khủng khiếp luôn. Nó tốt với những vị tướng mà bạn không có khác phép khi mà sát thương phép Cockmon là tốt. Không biết rằng trang bị thứ hai mà EVOS stack hướng lên là trang bị gì. Để chờ xem sẽ lên trang bị như thế nào, khi trước đó có một cái giáp thì có thể là lên giày ninja đó. Nhưng ta nhận ra đối phương cũng hiểu khống chế khá là nhiều, có Rai rồi có thêm cả Camille với những cú làm choáng. Thì ta không muốn là về ninja, ta phải lên về thủy ngân chụp vào đối phương tốt hơn rất là nhiều. Chưa có tình huống ở đường đến từ cả hai bên, sau 19 phút vẫn chỉ là tập trung ra các đường chính. Có nghĩa là với Stark vẫn tập trung ở khu vực trên. Từ nãy giờ Azir của Warzone vẫn chia khu vực giữa. Trong khi đó thì đã có tình huống ở đường khi mà trụ thứ nhất khu vực dưới được giải phóng. Blade đi xuống khu vực đường dưới, đưa Jin cộng là cầm bá lào đi ra khu vực đường giữa. Anh ta có dịch chuyển, anh ta sẽ là người đi đẩy lẹ trong những phút tiếp theo trong đội hình của Ultimate. Trong khi đó họ phải để cho người có khả năng farm nhanh nhất ở đường giữa là Warzone để giảm tải cái áp lực mà cái trụ đường giữa của họ đang rất thấp máu. Nhưng đang xuống, đang ra khu vực đường giữa rồi. Robby thấy đối phương ra khu vực đường giữa thì Robby và cả Slay cũng bắt buộc phải ra khu vực đường giữa. Có thêm cả Stark từ sau lưng nha, đang muốn đỡ tình huống phản công nhưng cảm nhận rằng đối phương là không tấn công nữa. Stark đang lui về nhà mua trang bị sau một thời gian có lực lính khá là tốt. Đang đứng đợi trong bụi, Spot liệu đang tính làm điều gì đây? Anh ta có muốn tấn công một người Slay hay không? Chiêu cuối của anh ta gần như là vô dụng trên tấm khiên đến từ Ronobi, hơi khó để có thể bắn được vào Ezreal này. Cặp đôi này rất là an toàn, gần như là bạn không có cách có thể hạ gục bất kỳ ai cả. Tôi rất thích lên trang bị của Warzone, nghĩa là mỗi ván ta có một kiểu lên trang bị và đa phần là lên trang bị phòng ngự. Ván trước với lại Zoe thì người ta chọn lên là giày thủy ngân, mặt nạ ma ám để có thêm máu, có thêm kháng phép đối đầu với lại khu vực giữa. Máu này thì đó là Nana So và Thủy Ngân kết hợp với cái dây chuyền chữ thập để có được an toàn. Đầu tiên tình huống mà ta rất sợ tình huống mà đối phương tóc biến làm choáng mình, đối phương nó tóc biến là W mình. Thì sau đó bạn có cái chữ thập này, đối phương tóc biến là W thì bạn khả năng thoát về. Trừ khi đối phương tóc biến lên E W thì nó lại khác, nó là một cái việc rất là khác rồi. Tốn thêm nhiều thời gian. Đến bạn đúng bạn có thể ở những khoảng đó khu vực trên lại một lần Tắc nữa, có mặt cả hai người một lần nữa. Dịch chuyển của Warzone vẫn là cuộc hẹn hò ba người mà thôi, ba người quen thuộc. Sắc lần này khác, anh ta có đồng đội dịch chuyển tới, anh ta có Di Di xuất hiện và giọng nặng đại đi chứng qua mặt của Sao. Máu rất nhiều nha. Sport Sport nằm xuống bên phía bên kia vẫn đang cố gắng thả diều, Sắc vẫn còn sống và người nằm xuống là đồng đội của Ultimate. Hai Cam. Người nằm xuống đó là Spot và Cam trong tình huống mà lạp lần nữa Ronobi dứt điểm thành công được đối phương. Ronobi dứt điểm được Spot. Trong khi đó thì Cam không đủ sức hạ gục dưới sức chống chịu đến từ Stark. Họ ăn Baron luôn à? Ăn được với đối phương không còn rừng, không còn đường trên. Vũ đang ăn Baron với 3 người và với Azir. 4 người. Với 4 người. Họ đang ăn với 4 người nhưng mà họ có Azir. Azir là vị tướng với rất nhiều sát thương và Stark cộng với Khazizin. Baron đã có được dành cho EVOS. Rất tuyệt vời. Một pha mà Stark đóng vai là một câu ở khu vực đường trên. Và Ultimate quá ngây thơ khi đóng một bộ phim nhiều tập ở khu vực đường trên. Có nghĩa là pha phản ứng tốt chứ không hẳn là pha mồi câu. Tôi nghĩ vừa rồi là pha mà họ không chủ động để tấn công. Họ chỉ phản ứng rất nhanh với pha dịch chuyển của Warzone cộng Zin có mặt kịp thời. Nghĩa là anh ta cũng đang ở rất gần khu vực đường trên, ta di chuyển lên. Trong khi đó thì bị tấn công thì Stark kêu gọi đồng đội lên cứu trợ mình. Và đúng là người Iron Man thì lúc nào cũng được sự hỗ trợ cả. Bây giờ với bù lại Baron với khả năng đẩy đường cực kỳ nhanh của Warzone ở đường giữa, với những cái trụ đối phương mất đi khá nhiều, bên phía EVOS bỗng nhiên lấy lại lợi thế của mình. Ultimate có một pha di chuyển không tốt lắm ở vị trí đường trên. Đường dưới Cam vẫn đang phòng ngự được, khi mà đối trọng của anh ta chỉ là một mình Yijin mà thôi. Yijin đang bị bắn bởi Spot, Spot bắn khá đau mà vẫn không đủ khả năng dứt điểm đối phương. Không khi không chế Yijin lại, nghĩa là không có đồng đội hỗ trợ thì Spot rất khó dứt điểm thành công được. Yijin đơn giản là một cái W của anh ta phát ngược trở về mà thôi. Kiếm Ayumu. Đúng, kiếm Ayumu. Nói rằng anh ta không chọn là đó, dạ kiếm rất tha, kiếm Ayumu là sự lựa chọn của anh ta. Tôi nghĩ nó cũng hợp lý mà thôi, không vấn đề gì quan trọng cả. Nghĩa là tôi nghĩ sự lựa chọn sẽ là dạ kiếm để anh ta khoan có đã, thể giải thoát thương. Trên đối đầu với Stark. Stark bây giờ anh ta có kháng phép rồi. Nhưng mà khoan đã, Blast anh ta không có khu vực đường giữa, đường dưới hai người thì làm sao tấn công. Đấy là ba người, đấy là pha rất thiếu kinh nghiệm đến từ UTM. Đấy là ba người, hãy nhớ rằng Ezreal đánh trụ là có sát thương nhiều. Warzone có chuyện thật ta không sợ. Bỗng nhiên người có khả năng dọn lính tốt nhất của Ultimate lại tiến lên khu vực trên và không phòng ngự trụ. Ngay lập tức EVOS tiến công với rất nhiều người ở khu vực đường giữa, và với Bula Baron họ
đẩy được cái trụ bảo vệ nhà lính ở khu vực giữa. Rất nhanh chóng và Cao đang muốn tình huống bọc phía sau để tấn công nhưng không có cơ sở, vì anh ta muốn tấn công thì anh ta phải có sự hỗ trợ đồng đội. Nhưng có cái trụ đặt bởi Warzone ở trụ thứ nhất khu vực giữa của UTM. Như vậy là sau khi có bộ lợi Warzone, họ có một lần nhanh chóng đó là hai cái trụ liên tiếp luôn. Rất lời được dành cho EVOS với những pha kiểm soát và tận dụng bộ lợi của mình. 15 giây nữa con rồng sẽ xuất hiện. Và EVOS đang đánh xung quanh khu vực này, họ đang bật những cái máy quét của mình. Họ đang cắm những con mắt đầu tiên xuống. Stark bây giờ đã rất khỏe rồi, anh ta đã có giáp bot. Rồi anh ta chọn xuống làm mục tiêu. Và cuộc trả thù ngọt ngào của Yijin dành cho Stark, điểm hạ gục dành cho EVOS. Đây là cái chết trên không thì nó rất là thoải mái và không vấn đề gì quan trọng cả. Ta bị giữ lại, bị dính một cú quy của Stark, bị hất tung trên không của anh thượng Yijin, kết thúc sóc điện như kỹ thành công được. Và họ đang tập trung đó là một người ở khu vực đường giữa và bốn người ở khu vực đường dưới. Họ đang suy nghĩ rằng liệu ván đấu kết thúc thì chỉ số 0-0-0 của cả Slay lẫn Jin có được giữ hay không. Nếu như Jin vẫn chơi an toàn lùi hẳn phía sau, ta bắn không được ai khi đội của anh ta không tiến lên. Nhưng khi nó đã một pha lao vào, rất nhiều sát thương được dồn vào người Cam. Và Cam bị tan chảy ngay lập tức. Trong khi đó còn anh là bậc chiều cuối mình là anh ta bước lên hơi cả, anh ta bị giữ chân lại bờ sát, anh ta bị đấm, anh ta ứng cho mình đồng hồ ngưng động. Nhưng sau đó vẫn là một kịch bản y chang đồng đội anh ta mà hồi tan biến ngay lập tức. Và với ngay lập tức là Stark tiếp tục lao lên và Slay bắn nát hoàn toàn Spot. Vẫn còn cái trụ đứng trước mặt họ, nhưng Ultimate không dám đứng trở lại để phòng ngự được rồi. Đoàn quân của Evolve đang tiến thẳng vào nhà của đối phương. Phát thế chơi an toàn bằng cách là đi ra khu vực đường giữa là nhà lính, nhưng họ với 5 người với rất khỏe thế này thì họ đi thẳng vào tốc biến lên đến từ Rodopi. Anh ta rất khỏe thôi, đơn giản làm chậm vì hãy nhìn phía sau, tấn công vào trụ bảo vệ nhà chính thứ hai. Evolve đang hủy diệt UTM sau 25 phút thi đấu và họ có được chiến thắng. Ván đấu thứ hai vượt lên trên dẫn đầu và xếp hạng sau là Young Generation. Cực kỳ tuyệt vời, một trận đấu mà Ultimate đã dẫn trước